Chào các bạn, bonjour, ici Ngọc Trân du 4e arrondissement de Chemineville à Sài Gòn. Tôi là Ngọc Trân, đang ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và đang ở nhà nhìn xuống dưới đất. Et je suis à la maison, chez moi dans un appartement, je regarde en bas, la rue en bas. Và nhìn xuống đất thì đường phố thế này vẫn còn vắng. Il y a encore peu de monde. La circulation n'est pas dense. Sự đi lại nó cũng bình thường, không có nhiều lắm đâu. Vous voyez bien qu'il y a des commerces qui n'ouvrent pas encore. Và nhìn xuống thì thấy hàng quán, những chỗ buôn bán, nhiều chỗ nó chưa có mở hàng. Phải biết rằng Tết là cái dịp mà người ta nghỉ ngơi nhiều nhất, có thể là cả năm không có nghỉ. Il faut savoir une chose que pendant les premiers jours de l'an lunaire, on sait les vacances parce qu'il y a des gens qui travaillent toute l'année et qui ne prennent que les vacances pendant les premiers jours de l'an. Thì thường có những người họ làm việc suốt năm và chỉ nghỉ lúc này. Các bạn nhìn đường phố. Cependant, normalement, c'est demain que les commerces khai beaucoup. Thì có thể là ngày mai thì sẽ nhiều cái chỗ làm ăn buôn bán họ mở cửa. Vì mùng 6 mà. Ngày tốt thường như vậy. C'est le sixième jour de l'année lunaire. Normalement aujourd'hui c'est le cinquième jour de l'année lunaire. On n'ouvre pas encore. Thường là ngày mùng 5 người ta không có mở cửa. Soit on ouvre hier, soit on ouvre demain. Thường thì một là ngày hôm qua, hai là ngày mai. Mais il y a des gens qui n'ouvrent dans 4 jours, 5 jours. Nhưng mà có người tới mùng 10 mới mở cửa. Bạn chú ý. On voit que c'est comme ça. Il y a très peu de gens. Rất là ít người đi lại trên đường phố. Même si c'est l'artère principale du 4e arrondissement de Chemineville. Nhưng mà tuy rằng đây là cái đường chính, đường quan trọng của quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn, ex Sài Gòn, bien sûr. Et il faut dire que c'est moins bruyant que d'habitude. Thường thì nó ít ồn hơn những ngày thường, même si vous entendez le klaxon. Tuy rằng chúng ta có thể nghe tiếng còi xe, nhưng mà như vậy là cũng ít hơn bình thường rồi đó. Mais c'est moins bruyant que les jours de l'année. Các bạn thấy, voyez, c'est très dense comme arrondissement. Cái quận này nó đông dân lắm, nhà cửa nhỏ nhỏ. Ôi chào các bạn, je vous dis au revoir alors, hẹn khi khác. Tôi là Ngọc Trân ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, ex Sài Gòn. Je suis Ngọc Trân, j'habite le 4e arrondissement de Chemineville, ex Sài Gòn. Au revoir.